Soi kèo nhận định bóng đá ngày 28 tháng 1 năm 2024 gồm 3 trận tâm điểm: Juventus với Empoli, Barcelona với Villarreal và Liverpool với Norwich. Bây giờ chúng ta cùng nhau soi kèo nhận định từng trận đấu nhé. Soi kèo Juventus với Empoli 0 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2024, vòng 22 Serie A. Vừa dập Monza 3 bàn không gỡ, Empoli chẳng những đã chấm dứt được cơn khô hạn chiến thắng kéo dài 8 vòng đấu mà còn rút ngắn cách biệt với nhóm an toàn xuống chỉ còn vỏn vẹn 2 điểm. Tiếp đà hưng phấn, Empoli đặt mục tiêu mang về kết quả khả quan ở chuyến hành quân vào cuối tuần này để tiến gần tới việc thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò huấn luyện viên David Nicola có lẽ khó thành hiện thực khi mà họ phải làm khách trước gã khổng lồ Juventus. Tận dụng việc Inter Milan vắng mặt ở vòng đấu vừa rồi để tham dự trận tranh siêu cúp Italia, Juventus đã leo lên chiếm ngôi đầu bảng Serie A nhờ thắng lợi 3-0 ngay trên sân khách trước Lecce. Đây đã là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Bianconeri và là lần thứ 15 họ được ca khúc khải hoàn sau 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, lão phu nhân đã có tới 6 lần thắng kèo handicap trong chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp vừa nêu. Tiếp đón Empoli với phong độ ấn tượng cùng hàng công hủy diệt, ghi 18 bàn sau 5 trận gần nhất, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đội chủ sân Allianz lại cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn thăng hoa. Niềm tin về một thắng lợi đậm đà dành cho bà đầm già thành Turin càng thêm phần củng cố nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước Empoli. Sau 13 cuộc chạm trán gần nhất, Juventus đã giành tới 11 chiến thắng và chỉ để thua Empoli vỏn vẹn 2 lần. Đáng lưu ý, 7 trong 11 trận thắng của Juventus có tỷ số cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, Empoli nhận biết được sức ép phải chịu trong trận đấu sắp tới, khả năng cao sẽ chơi lối chơi phòng ngự thực dụng. Với kèo châu Á Juventus chấp 1.5, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Empoli được chấp 1.5 full time. Trải qua 12 lần đón khách trên mọi đấu trường mùa này, Juventus đã mang về tới 10 chiến thắng và chỉ chịu chia điểm 2 lần, trong đó bao gồm trận hòa chấp nhận được trước Inter Milan. Có thể thấy, đoàn quân của huấn luyện viên Marc Allegri hiếm khi đánh rơi điểm số trước các đối thủ dưới cờ. Với việc chỉ phải chạm trán con mồi ưa thích như Empoli, Dusan Vlahovic cùng các đồng đội có lẽ sẽ chẳng mấy khó khăn để nối dài mạch toàn thắng. Chốt kèo châu Âu, Juventus thắng. Sau 5 trận gần nhất, Juventus đã có đến 18 lần xé lưới đối phương, trung bình 3,6 bàn trận. Ở 4 lần gần nhất đụng độ Empoli, Juventus đã có 3 trận ghi được từ 2 bàn trở lên. Với phong độ chói sáng cùng thói quen bắt nạt Empoli của Juventus, nhà đầu tư có thể trông đợi vào một cơn mưa bàn thắng tại Allianz Stadium. Tuy nhiên, phòng ngự sẽ là lối chơi chủ đạo của đội khách, điều này sẽ gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số: Juventus 1 Empoli 0. Soi kèo Barcelona với Villarreal 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1 năm 2024, vòng 22 La Liga. Để thua Athletic Bilbao 4-2 sau 120 phút tranh tài, Barcelona đã phải ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết cúp nhà vua. Giờ đây, Barcelona đang chịu sức ép rất lớn vì đã thất bại tới 2 đấu trường kể từ đầu năm 2024, siêu cúp Tây Ban Nha và cúp nhà vua. Trong bối cảnh bị thất thế trước Girona và Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga, thầy trò Xavi Hernandez hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Villarreal vào cuối tuần này mới đủ giúp họ níu kéo hy vọng bảo vệ ngôi vương. Đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi bởi Villarreal đang trình diễn phong độ cực kỳ tệ hại. Tại La Liga, 5 vòng đấu gần nhất đã chứng kiến Villarreal phải hứng chịu 3 thất bại, hòa 1 trận và chỉ thắng được mỗi Celta Vigo. Ở cúp nhà vua, Villarreal thậm chí còn bị loại bởi đội bóng hạng 3, Unionistas. Xét riêng thành tích sân khách, tàu ngầm vàng đã toàn thua 4 cuộc viễn chinh liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khuôn khổ La Liga, đoàn quân của huấn luyện viên Marcelino Garcia đã thua 4, hòa 1 sau 5 chuyến hành quân gần nhất. Đáng lưu ý, cả 4 thất bại ấy đều có tỷ số cách biệt từ 2 bàn trở lên. Vậy nên, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Villarreal thảm bại trước một Barcelona đang bị chạm đến lòng tự ái. Nhận định trên càng thêm phần củng cố bởi gã khổng lồ xứ Catalan chính là hung thần của Villarreal. Sau 9 màn đọ sức gần nhất, Villarreal đã để thua tới 8 trận và chỉ có đúng 1 lần hạ gục được Barcelona. Ở 13 lần gần nhất làm khách của Barcelona, tàu ngầm vàng đã phải nhận đến 12 thất bại và 9 trong số đó là những trận thua có tỷ số cách biệt tối thiểu 2 bàn. Với kèo châu Á Barcelona chấp 1.5, anh em cân nhắc cửa trên. Chốt kèo châu Á Barcelona chấp 1.5 full time. Sau 13 trận sân nhà trên mọi đấu trường mùa này, Barcelona đã mang về 11 chiến thắng và chỉ chịu thua Real Madrid cũng như Girona. Có thể thấy, Robert Lewandowski cùng các đồng đội gần như không bao giờ đánh rơi điểm số khi tiếp đón các đối thủ dưới cờ. Trước con mồi ưa thích đang chạm đáy cả về phong độ lẫn tinh thần như Villarreal, Blaugrana đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm. Chốt kèo châu Âu, Barcelona thắng. 11 trên 12 trận gần nhất của Barcelona xuất hiện kịch bản hai đội ghi bàn. 5 trong 6 trận gần nhất của Barcelona không dưới 4 bàn trận. Phía bên kia chiến tuyến, Villarreal đã ghi bàn ở 9 trong 10 chuyến hành quân gần nhất. Với sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ Barcelona cùng hiệu suất nổ súng ổn định đến từ hàng công Villarreal, màn đọ sức sắp tới giữa hai đội hứa hẹn sẽ diễn ra mãn nhãn và tưng bừng bàn thắng. Tuy nhiên, phòng ngự khả năng cao sẽ là lối chơi của tàu ngầm vàng, với kèo tài xỉu 3.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.5 chọn xỉu full time.
Dự đoán tỷ số Barcelona hay Villarreal không? Soi kèo Liverpool với Norwich 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1 năm 2024, vòng 4 FA Cup. Vài ngày trước, chuỗi trận thắng liên tiếp của Liverpool đã phải dừng lại ở con số 5 khi họ để Fulham cầm hòa 1-1 tại Craven Cottage. Mặc dù vậy, đó là kết quả đủ đưa thầy trò Jurgen Klopp vào chung kết EFL Cup. Quan trọng hơn, De Kop đã bảo toàn được lực lượng cho màn so tài với Norwich trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup diễn ra vào cuối tuần này. Ở mùa giải năm nay, Liverpool rất hiếm khi gây thất vọng trong những trận đấu trên sân nhà. Trải qua 16 lần đón khách, Darwin Nunes cùng các đồng đội đã mang về tới 14 chiến thắng và chỉ chịu chia điểm với Arsenal cũng như Man United. Trên sàn giao dịch châu Á, De Kop đã chỉ thua kèo vỏn vẹn 3 lần trong 16 trận vừa nêu. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu 90 phút sắp tới tại Anfield là một show diễn tưng bừng của lữ đoàn đỏ. Trên thực tế, Norwich đang trình diễn phong độ rất tốt trong năm 2024. Cụ thể, sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, Norwich đã thắng 3, hòa 2 và chỉ chịu thua tối thiểu Leeds. Xét về phương diện cá cược, trận hòa Bristol Rovers 1-1 ở FA Cup chính là lần duy nhất Norwich thua kèo châu Á trong 6 trận nói trên. Thế nhưng bất chấp thành tích đáng khích lệ ấy, cơ hội để đoàn quân của huấn luyện viên David Wagner gây bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp như Liverpool là không nhiều. Thống kê đã chỉ ra rằng Norwich chính là con mồi vô cùng ưa thích của Liverpool. Trước cuộc đụng độ sắp tới, Norwich đã trải qua 18 trận liên tiếp không thắng nổi Liverpool, trong đó bao gồm tới 16 thất bại. Đáng lưu ý, 9 trong 16 thất bại của Norwich có tỷ số cách biệt từ 3 bàn trở lên. Lần cuối cùng chim hoàng yến quật ngã đội quỷ đỏ vùng Merseyside đã diễn ra cách đây tròn 3 thập kỷ. Tuy nhiên, với kèo châu Á Liverpool chấp 2.5 khá cao và đây không phải là đấu trước mà để góp tập trung, với kèo châu Á anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, Norwich được chấp 2.5 full time. Vừa trội về mọi phương diện lại được thi đấu tại thánh địa Anfield, chiến thắng khó thoát khỏi tay của Liverpool. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu De Kop sẽ thi đấu như thế nào hay đánh bại Norwich với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Ở trận cầu quá chênh lệch như này, đặt cược cho Norwich theo kèo châu Á đã là cả một sự mạo hiểm lớn chứ chưa nói tới chuyện đầu tư ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, Liverpool thắng. 3 trong 4 trận sân nhà mùa này chứng kiến Liverpool chấp bóng châu Á từ 2.0 full trở lên đã khép lại với tối thiểu 4 lần lưới rung. 4 trong 6 màn đọ sức gần nhất giữa Liverpool và Norwich tại Anfield cũng chẳng dưới 4 bàn trận. Với thói quen thi đấu theo kiểu ăn tươi nuốt sống đối thủ của De Kop, nhà đầu tư có thể trông đợi vào một trận cầu bùng nổ bàn thắng. Tuy nhiên, Norwich hiểu rõ được áp lực sẽ chịu đựng ở trận đấu này, khả năng cao phòng ngự sẽ là lối chơi của đội khách. Với kèo tài xỉu 4.0, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 4.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Liverpool 2 Norwich 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.